Ủa bữa nay không có xài luôn hả? Trước giờ mình có xài ba. Bữa trước có xài hơi ẩu rồi đó. Xài là gì có. Xài có không? Cái giờ lúc mà anh cố anh quay rồi có xài nè, có cởi cuốn nữa. Ăn dừng khoảng chừng là 2 giây. Lúc đó anh Phú quay thôi chứ giờ anh đi quay. Mình xin được chúc mừng bạn Vi Sinh FL.R. Bạn đã có nhiều lượt tim trong bình luận của mình nhất. Và phần thưởng dành cho bạn này là một chai mắm Thái pha sẵn Aun. Mẫu thôi, mang ủng hộ phần chừng 50 thôi, hai đứa em ăn thêm. Không cay đừng lấy hành nha. Ủa lộn, nó quên, đừng có lấy cà. Đồ ngon quá em. Đồ ngon quá sao. Đừng lấy cà nha. Ừ, hết cà rồi. Rồi, không ớt luôn, không ớt luôn. Giờ này thay the sẵn hết được rồi ha. Thay được không? Trước trước chọn có đu đủ nha. Ờ trước là hết chứ không phải là nhiều khi là tới giờ nó hết đó, giờ hết rau củ là nhiều khi khách thiếu rau củ mình lụm hết á. Ra cũng là lẹ, bây giờ là còn cộng thì chút nữa không biết là ai ăn cái nhịn rồi. Nhưng mà để dành lại cho khách sau chứ, nhiều khi người ta ghiền quá phải không? Dạ. Chừa cho người ta mới chứ. Giá bán ai mừng đủ đồ mà giờ khách ăn hết đồ rồi giờ sao giờ. Để lấy bà khí không? Có ít. Bữa nay không có xài luôn hả? Trước giờ mình có xài ba. Bữa trước có xài hơi ẩu rồi đó. Xài là gì có. Xài có không? Cái giờ gì có xài. Lúc mà anh Phú anh quay rồi có xài nè, có cởi cuốn nữa. Thì lúc đó anh Phú quay thôi chứ giờ anh đi quay. Xài hết cởi cuốn. Em lên thử, em ăn thử mà bữa cứ nói cái em quên luôn rồi xong. Thì đợi bữa nói em đó là làm cái cởi cuốn nó mất công lắm mà giờ không có người làm. Đó là tập trung vô gỏi thôi. Cái còn mà có thời gian là anh làm nhiều món bữa nay mà nay hả? Ủa tưởng về chứ. Bữa trước là anh mình ăn phần nhiêu? Em làm 70 á. Rồi ok, để em làm 70 luôn. Sữa này ha, 70. Cảm ơn chú đủ nhiều chứ. Dài cho đủ nhiều luôn. Mấy chớp vậy anh? Hai trái thôi, hai trái thôi, đủ nhiều quá, cay quá. Hai trái đi, bữa trước cay quá hả? Trước cay quá hả? Có, ăn hết hết. Anh mua về mình uống bia hay là sao? Uống bia bởi vậy cay cay vô mới uống nhiều bia chứ đâu có chạy đạn được. Tại vì mình ăn cái ít. Dạ. Cái ít. Cay quá mắc ngon đúng không? Ừ. Món này hợp. Đúng rồi, hợp với vậy nhậu. Làm về đây đó. Cái gì đúng không? Cà Thái á mà giờ bữa nay hết rồi. Bữa nay khách ăn hết cà luôn rồi. Hết trơn này, cà cũng hết rồi, cà về cua cũng hết, mực chanh còn mấy lát. Dạ, à, miếng nó ngon ngon rồi. Đẹp chớp. Cái sốt này là cái sốt giá trị. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Quá trời, nãy giờ hai lục kẹo lớn cà. Lớn cà ta nha. Dạ. Người ta nói cài ta còn mình bán cài mình phải không? Dạ. Cái ghẹo chai phải không? Vui mà. Dạ. Bán buôn vui vẻ là khách vui nữa. Mình càng mừng. Chứ bán buôn mà khách không vui là buồn lắm. Đúng rồi. Ở vậy đây nói chung mình bán cái gì mà ta ăn lần rồi ta tới ăn lần nữa là hiểu rồi. Ok. Còn bán lần rồi người ta chạy luôn rồi thôi mất dép. Bởi vì tôi đi chợ gì cũng nói bán sao mà được mất tôi lại tôi mua nữa thì bán. Còn mà tôi không trả giá mà bán rồi mà mốt tôi chạy luôn rồi thôi. Hiểu rồi đó. Buôn bán thì ta cũng phải có lợi chứ mà chưa đúng không? Thì nó gạt ta được rồi. Mấy một phần? Cho heo biết đâu nữa. À, em mua nhiêu em bán nhiêu ạ? Một bịch trong tủ nhiêu? Một tủ 20. Để một bịch nha. Ừ ạ. Bán hàng kiền không có tăng mình mua hoài đó. Dạ đúng rồi. Rồi bán hàng kiền không có mua hoài. Bán gì không? Bán thì phải có kiền. Nếu mà không tiền sao lấy tiền được? Ừ, đúng, không? Rồi, không rồi. Lấy tiền. Đúng rồi. Không tiền thì kể như là tao phiền rồi khỏi lấy tiền luôn. Dạ. Nếu các bạn đang ở Đà Nẵng thì hãy ghé quán Gỏi Thái Caron số 02 Hồ Biểu Chánh, quận Hải Châu hoặc tìm kiếm trên Shopee Gỏi Thái Caron. Gỏi Thái Aun chuyên cung cấp các loại mắm Thái, mắm ba khía, mắm hải sản, sỉ và lẻ. Bên cạnh đó mình còn nhận đào tạo học viên ưu tiên các bạn học sinh và sinh viên, hợp tác kinh doanh và nhượng quyền thương hiệu. Nếu xem clip thấy hay thì đừng quên follow và cho mình một tim để theo dõi các clip sau nhé.